Nếu đây là lần đầu tiên em xem video của Khánh, Khánh phụ trách kinh doanh tại công ty Đại Phát Tính quận 12 chuyên phân phối các dòng xe tải Hino. Trước mắt anh em đây là một cái phiên bản xe cẩu Hino 3 chân gắn cẩu Susan 746 là 8 tấn 6 khúc. Cẩu này là loại cẩu nhập nguyên cục từ Hàn Quốc nha anh em. Thì hôm nay Khánh sẽ đi hướng dẫn cho anh em về cách vận hành cẩu Susan 746 này cho anh em xem và tham khảo qua. Anh em hãy cùng theo chân Khánh để xem Khánh hướng dẫn cho anh em về cái nhiều anh em vận hành về cái cẩu Susan 746 này nha. Tham khảo. Thì trước tiên thì anh em những cái phần cơ bản thì như nổ máy lên thì chắc chắn thì anh em nào cũng làm được. Và khi mà anh em nổ máy lên thì anh em phải nhớ cái góc cơ đồ ở phía trên đây. Hơi xa nên khi mà anh em có thể nghe cũng nói được mình thì trước khi đi cài cái con thì anh em hãy làm cái con và phía bên trên cái cánh đây có con ống cái con nó giúp cho anh em được khi mà anh em nhấn vào thì đèn nó sẽ bị lên và anh em nhấn ra thấy là video nó được chạy vào đấy. Anh em có thể qua đây xem video nó hiện tại đã quay và nó sẽ truyền công suất đi qua từ động cơ qua VTO và để vận hành cẩu Susan 746 này. Hiện tại về cần này hiện tại nó sẽ có những phân chia về cái phần cần bên bốn cần phía trên để anh em vận hành hai chân túi phía sau và bốn cần phía dưới này anh em có thể vận hành được hai chân túi phía trước thì Khánh sẽ vận hành cho anh em xem. Đấy. Trước tiên thì anh em hãy cho chân túi ra. Chân túi này hiện tại nó sẽ là bốn cặp phía trên đây, nó sẽ ra hai bên nè, để mình cùng khám nha. Đây, chân túi này được đẩy ra và đây là hai cặp để anh em cũng vào, cũng là hai cặp phía trên màu xanh này luôn, anh em có thể nâng ra và hạ xuống. Và tiếp đến là hai cặp đỏ phía dưới thì anh em có thể vận hành để hạ chân túi xuống, anh em thấy đây. Và đây là hạ chân túi đây, chân túi dần dần được hạ xuống một cách chậm rãi và nó sẽ có độ tăng công suất lên cho anh em sẽ nhanh hơn đây. Và cabin được nâng lên. Tiếp theo là anh em vận hành về hai chân túi phía sau, hai cặp phía chân ra chân đây, hai chân nó được hạ ra. Và tiếp đến hai cặp phía dưới là anh em có thể hạ chân túi xuống nè để vận hành về cái phần cần cẩu cũng như là phía trên thì anh em hãy nhớ cài cái cốc bên đây, bên đây nó sẽ có cái cần đây, em có thể đẩy vào đấy là BTO nó được cài vào để vận hành cái phần cần phía trên đấy, thì Khánh sẽ bước lên trên cho anh em.